cha mẹ đã dạy ta sống là phải biết ghi ơn, nên xin được cảm ơn ngay cả thành phố quê nhân đã cho ta một mảnh đất có thể được làm việc, rồi sau đó hàng ngày ngồi vào bàn tiệc với mấy người anh em ta đã ngồi kêu đông đủ để có thể nói chuyện với nhau cho tới không ngủ, và để đầu óc mình nhẹ như là lông vũ viết những bài nhạc rồi dắt tới nhau một phòng thu. Nhưng ta vẫn còn ngu nên phải chịu nhiều niềm đau đớn, và như vậy thì tao mới mau lớn, nhưng cố gắng bước đi trên đường đợi anh em tụi tao rap, và đôi lúc nhường lời vì không thể cứ nói mãi chuyện của cá nhân mình. Anh em tụi tao thật sự khá thân tình, có thể sẽ chia những chuyện đời với nhau và có thể cùng nhau bước tới mai sau nè. Phía đường vẫn còn dài, tụi tôi vẫn cố gắng cắt tên thành tượng đài để có thể lưu giữ âm nhạc này mãi mãi, và có những đớn đau ta buộc phải trải, đó là những miếng đắng vẫn còn ngay thấm trên môi. Tao thì chỉ muốn sự đời mãi êm trôi, và tao biết bây giờ là nửa đêm rồi, và tới 2 giờ sáng tụi ta không bao giờ chán, vì cái cách tao rap là để rèn luyện thêm, luyện tập là tụi cần những nghiện ngập, và bây giờ tao tiến tốc, và bây giờ phải tới thôi, và anh em cứ thế tới Bình Định là tới chơi, cheers.